có hai cây rất giống nhau luôn các bạn. Đây. Uống sóng 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 xuống. Sao nó bị như vậy ta? Nó bị đột biến. Đột biến. Cho nó có thể ba đầu vui lắm. À, các bạn, cây này có thể là ba đọt luôn các bạn. Theo anh chủ bên đây anh chia sẻ các bạn. Vừa sáp cục kè luôn. Có anh thấy cây bên kia hồi nãy nó cao lắm, nó xả xuống y như đuôi phụng vậy, rất là đẹp luôn. À, giống dừa sáp luôn. Cây vậy là khoảng nhiêu? Cây này là giá nó là 3 triệu cây. 3 triệu một cây. À, theo anh chủ ở đây thì chia sẻ là cây 3 triệu các bạn. Thì quý vị và các bạn có yêu thích về cây độc lạ như cây dừa bonsai này á, thì các bạn hãy đến tìm con đường Trương Nữ Vương ha, Trương Nữ Vương, phường 1 của thành phố Trà Vinh. Rồi, cảm ơn anh đã chia sẻ. Y chang là đặc biệt luôn các bạn. Nó tự tự như là một cái đuôi phụng đang xả xuống vậy nè. Đó. Rất là đẹp luôn. Và đặc biệt nó cũng có trái nha. À, cây dừa này rất là độc luôn các bạn. Đó. Như là một đuôi con công đi xuống đó các bạn. À, y như là cái đuôi con công luôn ha. Và nó đặc biệt nó có trái luôn nè. Đó. Đây trái các bạn. Đây trái không quá trời nè.